kẻ giàu người nghèo là chuyện muôn thuở trong xã hội, nhưng vì đâu nghèo, vì đâu giàu, liệu có phải rằng do số phận? Mời các bạn cùng xem qua những câu nói, danh ngôn giàu nghèo ý nghĩa và đầy triết lý sau đây, xem để biết và hiểu chân lý giàu nghèo và thay đổi tư duy theo đó. Vậy, sau đây là 80 câu danh ngôn giàu nghèo bất hủ sưu tầm khó có thể bỏ qua. Mời các bạn cùng xem, hy vọng các bạn sẽ thích những dòng số thứ tự giàu nghèo và danh ngôn giàu nghèo rất hay đầy triết lý sống này. Câu nói giàu nghèo hay và ý nghĩa nhất trong cuộc sống. 1. Những người ăn mày là những người không có quyền lựa chọn. 2. Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện. 3. Nghèo khó ơi, bi là cội nguồn của nghệ thuật nhân loại, cái cảm hứng lớn lao của khúc hát thi nhân. 4. Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay, nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày. 5. Nghèo mà nhiều bạn thân là giàu mà cô độc. 6. Người giàu chủ tính cho tương lai, còn người nghèo thì cho hiện tại. 7. Ngựa giống như hươu, thì giá nghìn vàng, hươu thật thì không bao giờ có giá ấy. 8. Người hiền mà nhiều của thì kém mất chí hay, người ngu mà nhiều của thì thêm nhiều tội lỗi. 9. Khi có nhiều tiền người ta khao khát tình yêu chân thật, khi chân thành yêu mãi mà vẫn đói, người ta khao khát tiền. 10. Người vĩ đại nhất trong lịch sử là người nghèo nhất. 11. Bủn xỉn quá tất hao phí lớn, tích trữ nhiều tất có mất mát to, cẩn thận thì không lo, nhẫn nại thì không nhục, tĩnh dưỡng thì thường được yên, tùng tiệm thì thường được đủ, người lái buôn gian rối thì rối loạn thị trường, người nông phu lười thì làm hỏng ruộng đất, người phụ trách tàn bạo làm nhiễu loạn cả nước. 12. Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo. 13. Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc. 14. Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa. 15. Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn từ rỗng tuếch đối với kẻ đói ăn. 16. Người đói không màng nghe lẽ phải, chẳng quan tâm đến công lý, cũng chẳng rung động trước lời khẩn cầu. 17. Nếu bạn còn muốn sáng tạo nghệ thuật thì bạn phải giữ cho đừng giàu quá. Cái bản chất của nghệ sĩ là có nghèo, có đau khổ mới đòi cho được sự đền bù và mới tạo được những tuyệt phẩm. 18. Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù. 19. Vay mượn cũng chẳng tốt hơn ăn mày là bao. 20. Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ. 21. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. 22. Không ai nắm tay qua ngày đến sáng. 23. Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 24. Người có bao nhiêu của cũng không vừa, thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể. 25. Đói rét đến thân, quên cả liêm sỉ. 26. Lúc có không tiết kiệm, khi nghèo mới hối hận. 27. Sống giàu tốt hơn là chết giàu. 28. Giàu là cội nguồn của lo âu vô tận. 29. Sự đại phú tùy thuộc vận may, còn tiểu phú tùy thuộc sự cần mẫn. 30. Nếu anh tiếp tục cho thì anh tiếp tục có. 31. Người giàu có mà không khôn ngoan, thì cũng như bù nhìn mặc áo gấm. 32. Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình. 33. Chăm cho có vốn to mà tiêu dùng chuẩn mực, thì trời cũng không bắt nghèo được. 34. Ăn ở mà để đến hàng nghìn người chỉ mặt, thì không bệnh cũng phải chết. 35. Ta được giàu sang, chớ để người cười là phường béo ăn. Ta phải nghèo hèn, chớ để người chê là đồ vô chí. 36. Luồn cuối để giàu sang, chẳng bằng nghèo hèn mà khí khái. 37. Không lấy bậy của ai, gọi là giàu. Không bị nhục với ai, gọi là sang. 38. Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta để cho ta dễ làm lành. Trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài rũa ta để cho ta kiên gan, bền chí. 39. Hạnh phúc cũng như sự giàu có những ký sinh trùng của nó. 40. Đặt một kẻ ăn xin lên lưng ngựa, hắn sẽ đập roi phi nước đại. 41. Không lo ít của bằng lo chia của không đều. 42. Không gì nghèo bằng thiếu tài, không gì hèn bằng thiếu chí. 43. Tình yêu nhìn qua những cặp kính sẽ biến đồng ra vàng, biến nghèo khổ thành giàu có, và biến nước mắt thành chuỗi ngọc. 44. Muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo. 45. Người ở cung điện không hiểu kẻ sống ở túp lều. 46. Giàu có gồm có hai cánh tay, một là sự khôn khéo và một là tính tiết kiệm. 47. Người giàu ngã xuống, người ta bảo tai họa, người nghèo ngã xuống, người ta bảo gặp may, tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ. 48. Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. 49. Đeo sắt, đeo đá không nặng bằng đeo nghèo, đeo khổ.
50. Cái đẹp chỉ mang đến cho người nghèo những điều khó chịu. 51. Khi người giàu cãi nhau thì những người nghèo có thể sống yên ổn. 52. Người nghèo ăn khi nào có, người giàu ăn khi nào muốn. 53. Tôi không có gì cả, nên tôi chẳng sợ cái gì. 54. Ai không trả được bằng tiền túi, người đó phải trả bằng chính bản thân mình. 55. Tiền bạc của người giàu là ở trong túi, của người nghèo là ở trong tim. 56. Nếu bạn giàu có thì tất cả đều là người thân, khi bạn nghèo khổ thì tất cả đều là kẻ thù. 57. Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng. 58. Cảnh nghèo khó không báo trước ngày đến của nó. 59. Khi người nghèo không còn gì nữa thì ít ra anh ta còn cái lưỡi để hoãn lại món nợ của mình. 60. Không có ai kiêu ngạo hơn người giàu mà mới đây chỉ là một kẻ nghèo kiết xác. 61. Người giàu chờ những tai họa, người nghèo chờ những niềm vui. 62. Người nghèo đi kiện kẻ giàu cũng như lấy quả bí đập vào tảng đá. 63. Của cải đi tìm của cải. 64. Của hồi môn của nhà giàu giống như chiếc giường đầy gai góc, không nằm xuống thì mệt mà nằm xuống thì đau. 65. Đối với người giàu thì ngay cả thiên đường cũng chật chội. Tục ngữ Nga. 66. Người giàu khó ngủ, anh ta luôn sợ bị ăn trộm. 67. Người giàu thì ngay cả kẻ ngu ngốc, ông ta cũng phải trả vờ tôn trọng. 68. Tiếng khóc của người thừa kế là nụ cười bị che giấu đi. 69. Dù có đeo vàng đi chăng nữa, con lừa vẫn là con lừa. 70. Càng giàu có thì càng có nhiều kẻ thù. 71. Sự thiếu thốn là người thầy giáo nghiêm khắc nhất. 72. Một đồng xu khi đói còn quý hơn một chuỗi vàng khi giàu có. 73. Khởi đầu bao giờ cũng là sự thiếu thốn chứ không phải là những ngày no đủ. 74. Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ. 75. Có hai cách để hạnh phúc, hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có, thế nào cũng được, kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn. 76. Sự nghèo túng là kẻ thù lớn đối với hạnh phúc của con người, nó phá hủy tự do, và nó khiến một vài đức hạnh trở thành không thực tế, và số còn lại cực kỳ khó khăn. 77. Tình bạn là món quà chân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn. 78. Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc. 79. Một người nghèo vẫn được xem là giàu trong sự nghèo khó của anh ta nếu dưới mái ấm của mình vẫn có một người bạn tận tụy. Trái lại, người giàu có nhất cũng chỉ là một anh chàng nghèo khổ nếu không có bạn để bày tỏ nỗi lòng. 80. Nghèo không là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu. Hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét. Già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở. Chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai. Vừa rồi là 80 câu nói giàu nghèo, những câu nói giàu nghèo và danh ngôn triết lý giàu nghèo hay mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng rằng qua những câu danh ngôn giàu nghèo vừa rồi tất cả chúng ta đều sẽ hiểu hơn phần nào về chân lý sống và bản chất của giàu nghèo xã hội. Tư duy giữa người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào? Có khi nào bạn cảm thấy không công bằng hoặc ghen tị với những người giàu có vì họ luôn đáp ứng được mong muốn một cách dễ dàng? Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân tại sao lại có sự phân biệt giàu và nghèo? Tại sao một số người kiếm tiền dễ dàng đến thế? Có thể sự khác biệt đó là do may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, sinh sống ở quốc gia thịnh vượng, công việc tốt, nhưng yếu tố chủ chốt tạo ra sự cách biệt giàu và nghèo nằm ở lối suy nghĩ. Có một người đàn ông nghèo, ngày không ăn đủ ba bữa, quần áo chỉ mặc đi mặc lại duy nhất một bộ, anh ta thường ngẩng lên nhìn trời và than cho số phận đau khổ của mình. Hàng ngày anh ta làm việc cực nhọc cũng chẳng đủ sống. Có một lần, ông thương tâm mà kêu khóc, hỏi ông trời có công bằng hay không, tại sao có người giàu sang sung sướng như vậy, còn người nghèo chúng tôi mỗi ngày đều chịu khổ chịu mệt. Thượng đế vừa cười vừa hỏi ông ta, thế ông thế nào thì sẽ thấy ta công bằng? Người đàn ông nghèo đáp, con muốn một người giàu có trở nên nghèo giống con, có cuộc sống như con, nếu như người giàu ấy có thể phú quý trở lại thì con sẽ không oán thán gì nữa. Thượng đế gật đầu, nói, được. Thế rồi thượng đế cho một người giàu sang biến thành một kẻ bần hàn giống như người đàn ông kia. Thượng đế còn cho mỗi người một ngôi nhà và một quả núi. Mỗi ngày họ đều đào than lộ thiên ở trên núi đem xuống núi bán, lấy tiền mua lương thực. Sau một tháng, than lộ thiên đều đã bị họ đào hết. Người giàu và người nghèo cùng bắt đầu đào núi để lấy than. Người nghèo vốn thường quen với cuộc sống khổ cực. Việc đào than đối với anh ta chẳng có khó nhọc gì. Rất nhanh anh ta đã tích được đủ một xe than chở xuống núi bán lấy tiền.
và dùng toàn bộ số tiền để mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ già. Con thơ ở nhà, người giàu vốn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, đào một lúc lại nghỉ một hồi, mồ hôi đầm đìa khắp thân mà vẫn chưa đào được là bao. Tới chập tối anh ta mới chất được đủ một xe than để mang xuống núi, bán được tiền rồi. Anh ta chỉ mua vài cái màn thầu, còn số tiền dư anh ta cất để dành. Ngày thứ hai, người nghèo đã dậy từ sớm để đi đào than, còn người giàu lại đi xuống núi, thuê hai người nghèo khác. Hai người này chẳng nói chẳng rằng đã bắt tay vào đào than. Trong tướng tá thì khỏe mạnh và to cao hơn người nghèo kia rất nhiều. Người giàu đứng một bên chỉ đạo, chẳng mấy chốc họ đã đào được vài xe than đầy. Người giàu mang xe than xuống núi bán, được bao nhiêu lại lấy tiền đó thuê thêm lao động. Sau một ngày đó, người giàu trả tiền cho công nhân của mình xong, còn để ra được một khoản tiền gấp mấy lần người nghèo kia. Một tháng lại qua rất mau, người nghèo chỉ đào được một góc nhỏ mỏ than ở trên núi. Mỗi ngày tiền kiếm được anh ta đều mua đồ ăn ngon cho mình và gia đình, cũng chẳng để lại được là bao. Còn người giàu vốn từ đầu đã thuê được cả một nhóm người, đào hết cả than trên núi, kiếm được không ít tiền. Anh ta dùng số tiền này đầu tư buôn đi bán lại, rất nhanh đã trở thành phú ông. Kết quả chẳng cần nói cũng có thể đoán ra, người nghèo thì chẳng dám oán trách ông trời nữa. Thành công không phải là ở việc bạn có thể làm bao nhiêu việc, mà là bạn có thể mượn bao nhiêu người làm bao nhiêu việc. Học cách đi mượn là dùng nền tảng vốn có của bạn, mượn thêm công sức của người khác, mượn khả năng của người khác, mượn sức lực của cả một hệ thống. Chúc các bạn vui vẻ.